Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2019. 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái của Quyết cùng đồng phạm, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can về tội, thao túng thị trường chứng khoán. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.100 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Faros, từ đó chiếm đoạt hơn 3.620.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản